cái lúc mà anh nói anh đi về quê, chị đó cũng nói là anh không phải đi về quê mà qua nhà chị ở. Không, anh đi đâu mà em hả? Anh muốn lâu dài với em không? Anh thương mình em nhưng mà anh lại đi ở bên nhà chị. Cái người lúc đó anh tâm sự là chị chứ không phải là em. Anh cũng muốn cắt đứt lắm nhưng mà vậy anh thương cả hai. Bây giờ em với anh dừng lại. Đầu tiên thì em hãy giới thiệu về bản thân mình cho khán giả được biết là em tên là gì, em sinh năm bao nhiêu, em đến từ đâu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Duyên Anh, sinh năm 2004. Dạ, em đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Long An. Là hiện tại bây giờ là em đang có người yêu không hay độc thân? Dạ, em đang có người yêu nhưng mà đang có xảy ra một số vấn đề. Là hiện là kiểu hai bạn đã chia tay nhau chưa hay vẫn còn đang yêu nhau? Dạ, vẫn còn đang yêu nhau. Vẫn đang yêu nhau hả? Dạ. Chỉ tranh lạnh hay sao? Dạ, hai người im lặng. Hai người im lặng? Dạ. Ok, thế thì ngày hôm nay nhân tiện em nhận lời tham gia cái trải nghiệm cuộc gọi định mệnh của anh. Anh muốn là em sẽ thực hiện một cuộc gọi định mệnh cho người yêu của em để giải quyết cái vấn đề giữa hai người á. Dạ. Nên em có kiểu thắc mắc gì thì em cứ hỏi đi. Hỏi hết ra đi cho bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng mà nếu mà ví dụ mà nó ra một cái kết mà không như em mong đợi thì em có cảm thấy có thể chấp nhận được cái sự thật đấy không? Nếu mà trong giới hạn của em thì có cũng có thể. Thế thì ngay bây giờ em đã sẵn sàng tham gia cái trải nghiệm của gọi định mệnh ngày hôm nay chưa? Dạ, em sẵn sàng. Để biết kết quả như nào thì chúng ta hãy xem cho đến hết video nha. Alo. Anh đang làm gì đó? Anh đang mới đi qua quán pizza. Anh có tiện nghe điện thoại của em không? Có, anh đang rảnh đây. À mà sao mấy này anh nhắn tin hoài mà em cắt liên lạc với anh vậy? Em có một vài vấn đề muốn hỏi anh. Em còn hơi lấn cấn. Mấy bữa nay em suy nghĩ đó là không muốn trả lời điện thoại của anh. Em cứ hỏi đi, anh trả lời thật lòng mà. Anh đâu có, trước giờ anh cũng đâu giấu em bất cứ điều gì đâu. Anh có thiệt là không giấu em gì không? Không thiệt mà, trước giờ giữ vậy mà. Em muốn anh trả lời một lần nữa là anh có giấu em gì không? Không, đâu có giấu gì đâu. Thiệt luôn. Em... anh đừng để em phát hiện ra nha. Chứ trước giờ anh làm sai với em điều gì à? Anh có làm sai với em đó. Vậy em nói đi, anh sẽ sửa đổi rồi. Từ khi mà quen em, anh còn liên lạc hay nhắn tin gì với người yêu cũ của anh không? Không, anh cắt đứt liên lạc rồi, anh cũng dặn lóc hết này kia luôn rồi. Nhưng mà em có cảm giác là anh đang giấu em cái gì á? Trước anh cũng tận tay anh lóc tất cả rồi, chặn tất cả liên lạc trước mắt cho em thấy đó chứ. Vậy cái son ở trong cái túi của anh hôm bữa em thấy cái son đó em chưa bao giờ em mua hết. Cái cây son đó cũng không phải của em. À, cái cây son đó là anh tính giấu để anh tạo bất ngờ cho em á. Anh mua để anh tặng quà kỷ niệm của mình thôi. Rồi em chưa thấy anh tặng. Chưa tới ngày nên anh cũng gán để làm bất ngờ. Nếu mà em biết rồi thì thôi. Em thấy một cái đầm khác ở trong tủ của anh nữa. Không phải, cũng không phải của em luôn. Vậy là chắc của bà chị anh thôi chứ. Cái hôm mà anh về quê á, là anh không có nhắn tin cho em á. Anh đang ở đâu? Vậy là chắc bữa đó anh say quá đó. Anh đi về rồi, cứ về rồi anh em cứ rủ nhậu này kia thôi, rồi anh cứ về ngủ say mất tiếp đi. Cứ ban ngày thì anh biến mất ấy, còn ban đêm anh chỉ nhắn tin cho em vài câu rồi anh cũng không thấy anh đâu luôn. Em cảm thấy như là anh có cái gì đó, anh không có nói chuyện với em, không có tâm sự với em ấy. Nhiều khi tại về quê rồi anh
lo chăm lo gia đình thôi chứ đâu phải anh bỏ bê em đâu. Anh cũng gán gán để lên sớm mà. Hình như anh còn một cái nick Facebook khác nữa đúng không? Có rồi. Nhiều cái nick người ta mạo danh anh đó. Bây giờ em cho anh cơ hội cuối, anh nói với em thật nha. Anh có giấu em cái gì không? Không. Em chờ vẫn không mà. Chắc chắn là không. Ừ, chắc chắn luôn. Và hôm trước người cũ của anh có chủ động liên lạc với em. Chị đó nói là anh với lại chị ấy còn đang trong một mối quan hệ. Em là người xen chân vào cái mối quan hệ của anh chị. Anh có gì muốn nói với em không? Gửi bằng chứng gì không? Nhiều khi người ta muốn đang phá vỡ hạnh phúc của mình sao? Chứ giờ bằng chứng cũng đâu có đâu. Vậy cái lần về quê đó anh, sao anh cứ không nhắn tin cho em vậy? Anh đi đâu? Em có hỏi một người bạn của anh thì ảnh cũng về quê, nhưng mà ảnh về quê của ảnh không có đi cùng với anh nha. Chị đó nói với em là sao, tại sao trùng hợp đến cái mức mà cái lúc mà anh nói anh đi về quê, chị đó cũng nói là anh không phải đi về quê mà qua nhà chị ở. Vậy anh có cái lời giải thích nào cho em không? Em không tin là trùng hợp tới vậy. Thì thiệt ra anh với người ta cũng còn có qua lại. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào? Tại người ta lụy anh quá, anh cũng không có cách nào anh né xa ra được. Anh không né xa ra được. Vậy tại sao anh còn đến với em để làm cái gì? Em là người anh thương thật lòng. Còn người ta chỉ là anh cũng muốn cắt đứt lắm, nhưng mà vậy anh thương cả hai. Không, anh chỉ thương mình em mà. Anh muốn lâu dài với em hơn. Anh thương mình em nhưng mà anh lại đi ở bên nhà chị. Cái người lúc đó anh tâm sự là chị chứ không phải là em. Anh em say đôi chúng xa trời. Ra anh với người ta chỉ qua lại là bạn bè với một cách tâm sự thôi. Còn không có gì hết. Vậy tại sao anh lại qua bên nhà chị ở? Thì lúc đó là bạn anh rủ anh qua đó rồi chứ. Rồi nhậu xỉn quá rồi anh mới ở đó. Cái anh cũng đâu có muốn gì đâu. Vậy thế bây giờ anh tính sao? Giờ em cho anh cơ hội lần nữa để anh cắt đứt liên lạc với anh nữa một lần nữa. Anh không bao giờ dính líu với anh nữa. Em không tin anh đã từng lừa dối em như vậy rồi. Vậy anh có thể nào mà cắt đứt liên lạc dứt khoát với người ta được? Anh làm cái gì để em tin tưởng được? Anh chứng minh ngay bây giờ luôn, anh không để thêm một lần nào nữa nha. Cái lần trước anh cũng lóc ngay trước mặt em vậy. Cái nick Facebook kia là của ai? Anh cũng nói là anh lóc hết. Vậy mà cuối cùng là hai người vẫn còn liên lạc. Trời, anh xin lỗi. Cho anh một lần nữa, một cơ hội nữa để anh chứng minh cho em thấy. Làm sao để em có thể tin tưởng anh thêm một lần nữa? Giờ thì nói thì cũng như là nói thì cũng nói nhiều rồi, sai cũng sai rồi. Giờ thì để cho anh chứng minh thêm thời gian đi, ngắn thôi.
bây giờ em cũng còn yêu anh nhiều lắm, nhưng mà em không thể chấp nhận được cái việc mà anh vừa quen em mà vừa có mối quan hệ với người khác nữa. Bây giờ em với anh dừng lại. Nếu mà bây giờ anh đi giải quyết việc của anh, nếu mà anh có thể quay lại, nếu mà em vẫn còn thương anh thì em với anh lại tiếp tục. Vậy giờ anh kết thúc chơi là có gàng rồi. Em cho anh câu hỏi lần nữa nha. Thì em cũng nói với anh rồi, bây giờ anh đi giải quyết cái mối quan hệ của anh. Giải quyết xong rồi, nếu mà quay lại em vẫn còn thương anh thì em với anh vẫn tiếp tục. Thì anh sẽ liên lạc với em sau nha. Vâng. Sau này nếu có thương em, hãy luôn chân thành bằng cả con tim. Em cảm thấy như nào sau khi mà tham gia cái trải nghiệm vừa rồi, sau khi gọi cho người yêu của mình? Dạ, nói chung là mọi thắc mắc của em cũng được giải quyết. Đúng là công nhận con gái có cái kiểu giác quan thứ 6 ghê thật đấy. Có chuyện là biết luôn đấy nhở. Tất cả những cái nghi ngờ của em nó đều là sự thật đúng hết. Dạ. Nhưng mà cái chuyện mà kiểu như là người yêu cũ của bạn đấy liên lạc lại với em có thật không? Dạ có. Có. Chị ấy trực tiếp nhắn tin với em. Xong bạn nói gì? Dạ, lúc đầu thì em cũng chỉ tưởng là chỉ nói chuyện bình thường, nhưng mà nhờ chị nên mà em mới biết được nhiều chuyện hơn. Em có nghĩ là mình có thể tiếp tục được cái mối quan hệ này hay không? Nếu mà em còn thương thì em chắc em có thể chấp nhận được. Còn có thể tin tưởng mà đấy được nữa không? Tin tưởng thì chắc là em sẽ giảm đi bớt. Thì thôi, thì mình cứ để cho thời gian nó sẽ trả lời thôi, để xem là liệu rằng bạn ấy có thể tự giải quyết được cái vấn đề của mình hay không, có thể rõ ràng với người yêu cũ hay không. Và lúc ấy bạn ấy sẽ thể hiện như thế nào thì em đừng có vội vàng mà kiểu em đồng ý luôn, quay lại với bạn ấy hay tha thứ cho bạn ấy luôn. Em hãy để cho bạn ấy có một khoảng thời gian để bạn ấy chứng minh, và cũng để một khoảng thời gian để xem là em quan trọng tới cỡ nào trong cuộc đời của bạn ấy. Chúc em sẽ có một quyết định thật sự là đúng đắn đối với cuộc đời của mình, để cho em được đối xử một cách xứng đáng. Đó, cảm ơn em rất là nhiều bởi vì em đã nhận lời tham gia trải nghiệm này. Mong rằng là nó đã giúp cho em có thể biết được một thêm phần nào và cảm thấy bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhá. Chúc em đi chơi vui vẻ. Cảm ơn em.